Bạn là trai thẳng hay là gay? Đây là cái câu hỏi mà bác sĩ từ lúc làm nội dung giáo dục giới tính tới giờ hay gặp phải lắm. Trai thẳng hay là gay? Bác thẳng hay là cong? Bác có thuộc LGBT không? Thì trước khi đi vào câu trả lời cho câu hỏi cá nhân này thì bác sĩ sẽ chia sẻ cho bạn một số quan điểm thú vị về LGBT để chúng ta có thể nhận diện bản thân bạn nhé. Chào các bạn, mình là bác sĩ Trần Quốc Phong, chuyên nói về sức khỏe đường tiểu, sức khỏe sinh lý, giới tính cùng nhiều nội dung thú vị khác. Nếu các bạn thấy nội dung mà bác sĩ nói quá hay, bổ ích thì đừng quên đăng ký kênh cũng như chia sẻ kênh này cho mọi người cùng xem nhé. Nào, chúng ta bắt đầu. Điều gì khiến bạn nghĩ mình là giới tính thứ ba? Chúng ta được sanh ra trong một cái xã hội lấy quy chuẩn bình thường là thẳng, nên đa phần các gia đình sẽ kỳ vọng con mình là thẳng, là straight. Nhưng một số trong chúng ta khi trưởng thành lại cảm nhận khác. Cái suy nghĩ về giới tính thứ ba nó có thể xuất phát từ một vài tình huống thực tế hay là trong giấc mơ khiến chúng ta nghĩ hoặc là có cảm xúc mãnh liệt dành cho người cùng giới. Tuy nhiên, nếu bạn có những cái khoảnh khắc này thì không chắc khẳng định rằng bạn thuộc giới tính thứ ba. Điều này cũng tương tự như nếu bạn là đồng tính, có giấc mơ gần gũi với người khác giới tính thì bạn tự nhiên thành thẳng là không đúng. Một cái này rất hay mà mọi người nên chú ý nè, là đa số chúng ta có cảm xúc tình cảm cũng như cảm hứng tình dục với một giới tính, nhưng vài người thì không. Ví dụ như bạn A là thích bạn trai nhưng mà lại có thể hứng chuyện đó với tất cả các giới tính, bao gồm nam, nữ hoặc cả giới tính thứ ba luôn. Vì sự phức tạp này mà chúng ta có rất nhiều từ ngữ mô tả những cái loại giới tính khác nhau chứ không đơn thuần chỉ là nam hay nữ thôi. Và cho tới hiện nay thì không có bất cứ một cái bài kiểm tra nào để bạn làm xong bạn biết ngay là mình thuộc giới nào đâu. Mỗi người là một cá thể đặc biệt, cho dù là mình có giới tính nào đi nữa. Cứ tự do và chấp nhận và hiểu những cảm xúc của mình mà không cần phải kiềm nén. Cứ tự do khám phá bên trong mình. Có người ngay từ đầu đã cảm thấy rồi, nhưng mà có người thì phải nuôi dưỡng rồi phải qua quá trình trưởng thành rồi mới hiểu được. Cái việc kế tiếp là chúng ta tìm hiểu xem các thuật ngữ liên quan tới giới tính mà bác sĩ sẽ làm ở video sau bạn nhé. Cảm nhận mình là gay hay là les rồi thì làm sao? Làm sao để biết chắc chắn mình là giới tính X? Câu hỏi quá hay, xui cho bạn là không có câu trả lời nào đủ hợp lý để làm bạn chắc chắn giới tính của mình. Có vài người trong chúng ta nhận định một nửa đời người này mình có giới tính này, nhưng đến nửa phần đời còn lại thì mới biết điều đó là không đúng. Có thể bạn nghĩ mình là gay, nhưng về sau bạn thấy mình là bi, hoặc là ngược lại. Một số người giữ vững được giới tính cho hết cuộc đời, một thẳng là thẳng luôn, hai gay là gay luôn. Nhưng một số người khác thì lại đổ qua các giai đoạn của cuộc sống. Điều này là hoàn toàn bình thường bạn ơi. Điều này có nghĩa gì tới cơ thể, đặc biệt là chuyện sẻ? Bạn có thể thấy là hầu hết các chương trình dạy giới tính ở trường học là dành cho những người thẳng, không thuộc LGBT. Dù bạn là ai, là thẳng hay cong LGBT gì đi nữa thì cũng phải hiểu về khả năng nhiễm các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Bệnh tình dục có thể lây qua cơ thể dù bạn có bộ phận của cô bé hay cậu bé. Bệnh tình dục không có lây qua chỗ đó không đâu, mà nó còn lây qua đường miệng nè, và cửa sau nữa. Các tác nhân còn có thể tồn tại trên cái dụng cụ sẻ thôi nữa, nên phải chú ý nha. Đặc biệt nếu bạn là nữ đó thì cũng phải chú ý là mình còn khả năng mang thai, cho nên có yếu tố nam giới xen kẽ vào giữa thì coi chừng nhé. Các bạn đợi video sau, bác sĩ sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình an toàn như thế nào nhé. Còn rất nhiều các vấn đề khác nữa ngoài cái thuật ngữ và tính an toàn, như là làm sao để sống khỏe hơn khi mình là cộng đồng LGBT, giáo dục giới tính có ý nghĩa như thế nào đối với LGBT, đối diện với bệnh tình dục đặc biệt là HIV thì phải như thế nào, khi nào nên come out như thế nào, cách come out ra làm sao, thì hẹn bạn ở số video tới. À quên, còn câu trả lời ở đầu đề là bác sĩ là thẳng hay cong. Trả lời thật lòng với các bạn, bác sĩ là thẳng. Nhưng mình vẫn rất tôn trọng các bạn trong giới LGBT, thậm chí là ngưỡng mộ những các bạn giỏi trong cộng đồng đó nữa là khác. Mọi người đều xứng đáng được tôn trọng, miễn là họ ở đây giúp tốt cuộc đời là ok rồi. Nếu các bạn thấy những gì bác sĩ chia sẻ hay thì đừng quên like, share video này cho mọi người cùng xem nhé. Nếu bạn thấy có thắc mắc hãy hỏi bác sĩ bên dưới video, hoặc là truy cập vào fanpage của Sài Gòn Medicine để hỏi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các số sau trong tháng. Tự hào.